rất vui khi được gặp lại các bạn trong video tiếp theo trên kênh của mình. Hiện tại mình đang có mặt ở trước cửa bệnh viện Bạch Mai. Đây là cái khu khám chữa bệnh theo yêu cầu. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn những cái hình ảnh Hà Nội sau trận bão hiện tại nó như thế nào nhé. Bây giờ đang là 7 giờ sáng và mọi người cũng đang đi di chuyển trên đường hầu như là rất là thuận lợi. Và đây là những cái cảnh tượng mà sau trận bão để lại đây. Những cái cây cối bật gốc, gãy cành, nghiêng ngả các kiểu. Nhưng mà sau cái trận bão và đúng sáng ngày hôm nay thì ở bên cây xanh người ta đã đi dọn dẹp tàn cuộc để lấy cái lối đi lại cho những người dân, thuận tiện cho những người dân đi lại. Và mình đang ở đây là trước cổng của trường đại học xây dựng nhé mọi người. Và đây là những cái hình ảnh, là đây là cây này là cây bằng hoa bằng lăng đây mọi người. Đây là cây hoa bằng lăng này. Hôm nay là bên cây xanh rồi bên môi trường đều đi để đi thu gom lại những cái tàn cuộc của ngày hôm qua để lại. Đây là cây bị bật cả gốc, bật cả rễ. Đây là một cái cây hoa bằng lăng, đây cũng là cây hoa bằng lăng nhá. Hầu như dọc cái tuyến phố, đây là đường Giải Phóng, dọc cái tuyến phố Giải Phóng rất nhiều những cây hoa bằng lăng. Và cây hoa bằng lăng này đã bị bật phần gốc này. Phần gốc phải làm tung cả những cái tảng đá mà lát vỉa hè. Đây mọi người nhìn này. Đây, những cái cây rất là to chứ không phải là cây bé mọi người, mà nó bị bật gốc như thế này. Và đặc biệt ngày hôm qua thì đây, bên này một cây nữa. Và đặc biệt là ngày hôm qua thì rất may là trận bão đã không làm ảnh hưởng đến đường lưới điện của Hà Nội, cho nên Hà Nội không bị mất điện nhé mọi người. Đây các anh ấy đang đi thu gom lại cái bãi chiến trường ngày hôm qua. Ở cái khu vực này thì cây bật rễ rất là nhiều. Đây là một cây nữa. Cây này rất là to. Hiện tượng đã bị bật gốc và đổi vã. Đây mình đang ở ngay chỗ cửa của bệnh viện Bạch Mai, cái khoa khám chữa bệnh này. Khoa khám chữa bệnh bệnh viện Bạch Mai luôn này. Còn bên này là khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu. Rất nhiều những cây xanh đã bị bật gốc, gãy cành đổ ngã. Chẳng những bên cảnh sát giao thông mà bên dân quân là đổ hết ra đường để phân làn đường và dọn dẹp tàn cuộc của những cây xanh đang bị đổ vỡ, chặt cành rồi dọn vào vỉa hè cho nó gọn gàng để lấy lối đi lại cho người dân. Hiện tại trên đường Giải Phóng vẫn đang được di chuyển rất là an toàn. Và bây giờ thì xin mời các bạn tiếp tục di chuyển cùng với mình lên những cái con phố khác để xem một những cái nơi khác ảnh hưởng bão như thế nào nhé. Bây giờ xin mời các bạn cùng di chuyển với mình nhé. Còn đây là phía cổng Parabol của trường Đại học Bách Khoa. Những cái cây xanh cũng bị bật gốc rất là nhiều. Kể cả trong khuôn viên của trường Đại học Bách Khoa, những cái cây cũng đã bị đổ gãy. Đây là một cái cây cây phượng rất là to. Đây những cái cành bị gãy này. Những cái tán phượng rất là to, rất là phí này. Đã bị bật gốc này. Cái cành cây là bị gãy này. Đấy mọi người nhìn cái quang cảnh này thì mọi người sẽ hình dung ra được cái cơn bão nó nặng nề đến như thế nào, nó mạnh đến như thế nào, nó dữ dội đến như thế nào. Rất nguy hiểm nếu như chúng ta ra đường cái thời điểm bão. Ở phía Đại học Bách Khoa này đa số là hoa phượng. Cây hoa phượng bị gãy cành và những cây hoàng yến, buồng yến bị gãy cành và đổ gãy. Đây này. Đây là trong khuôn viên của trường Đại học Bách Khoa cũng là gãy cành rồi đổ cây rất là tan hoang, rất là tan hoang luôn. Hiện tại mình đang ở ngã tư Giải Phóng Đại Cổ Việt Lê Duẩn, và sang bên kia nữa là đường Xã Đàn. Bây giờ mình tiếp tục di chuyển đến thành phố Huế xem nào, trên đó có gì nguy hiểm. Bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển đến thành phố Huế. Xin mời các bạn cùng đi với mình nhé.
Hiện tại mình vẫn đang di chuyển ở trên đường Đại Cổ Việt và đây là trước cổng của trường Đại học Bách Khoa. Đây là hình ảnh với trước cổng trường Đại học Bách Khoa. Cái cây bằng lăng đã bị bật gốc, rất là nhiều cây cành bật gốc của tan hoang cả. Cả cây phượng rất là to mà cũng bị đổ gãy. Đây những cảnh tượng ở trước cổng trường Đại học Bách Khoa nhé mọi người. Ở khu vực này đa số là những cái cây hoa bằng lăng là nhiều. Đây là đường Trần Đại Nghĩa này. Tức mình vẫn đang di chuyển trên đường Đại Cổ Việt. Và cái cây này bị gãy cành. Trời vẫn đang tiếp tục có mưa vì ảnh hưởng của hoàn lưu bão nha mọi người. Tại những cái quán hàng tạp hóa người ta bắt đầu mở cửa trở lại để bán hàng phục vụ người dân. Đây là cái cây hoa bằng lăng này, nó đổ ngả ra cả đường luôn đây này. Các bạn thân mến, hiện tại thì mình đang có mặt ở trên phố Huế và đây là 115 phố Huế này. Ở trên phố Huế này thì cảnh tượng gãy đổ cây cối thì cũng không kém phần hoang tàn như những con phố khác. Và bên công an phường, cảnh sát khu vực đã phải ra để hỗ trợ sặt những cây xanh để dọn vào vỉa hè lấy lối đi lại cho những người dân. Cửa hàng bánh thì bắt đầu được mở cửa trở lại để phục vụ người dân trên môi trường. Rồi tất cả những người dân cũng ra để hỗ trợ quét dọn để tạo những cái quảng canh nó sau bão sẽ được gọn hàng sạch đẹp. Đây là bên công an phường tham gia hỗ trợ để sặt những cái cành cây, thu gom những cái cành cây vào trong cái vỉa hè để lấy đường đi lại cho người dân. Bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục di chuyển với mình nhé. Đây, những cây to đã bị bật gốc. Ở đây là có một cái cột đèn cũng bị gãy luôn này mọi người. Bởi vì nó bị cái cây xanh này nó bật gốc, nó kéo theo luôn cả cái cột đèn thì gãy theo. Bây giờ mình đang di chuyển đến con phố Hàng Bài, ngã tư Hàng Bài Hàm Long, phố Huế. Những cây xanh bị đổ gãy. Các chị công nhân môi trường đang đi quét dọn. Cái cây xanh, cái cây cổ thụ bật gốc. Ở đoạn trên này những cái cây mà bị bật gốc đổ ra đường như này khiến cho người dân đi lại cũng hơi khó khăn một chút. Đây là một cái cây cổ thụ rất là to. Đoạn này là đoạn Trần Hưng Đạo Hoàng Bài. Các bạn thân mến, mình vẫn đưa các bạn đang di chuyển ở trên con phố Hàng Bài. Và đây là quang cảnh hoang tàn của Hà Nội sau trận bão Yagi, trận bão cơn bão số 3 đổ bộ vào Hà Nội. Và đây là những cái ảnh hưởng thiệt hại sau bão. Cái cây cổ thụ lâu năm cũng bị bật gốc gãy cành. Ở đoạn này thì bị đổ ra giữa đường cho nên là khiến di chuyển của mọi người hơi khó khăn. Những cái cây to
bị gãy cành. Một cây cổ thụ rất là lớn bị bật gốc. Đây mọi người vẫn tuân thủ đèn đỏ nên là mọi người dừng lại. Giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển nhé các bạn. Hiện tại mình đang ở ngã tư Lý Thường Kiệt, Hàng Bài. Bên đây là ngày chủ nhật, sẽ thường như những ngày bình thường thì trên tuyến phố đi bộ sẽ cấm đường để sẽ cái tuyến phố để sạch sành hoạt động là thành tuyến phố đi bộ. Nhưng mà hôm nay tuyến phố này đang không được làm thành tuyến phố đi bộ nữa, bởi vì đang cần phải mở cửa để còn dọn dẹp cái tàn dư của cái trận bão hôm qua. Nó đen, có nhà cây thế nào. Cái ngày hôm qua mặc dù trời mưa bão sấm chớp, trời mưa bão giông gió như thế, nhưng mà bên môi trường, bên thoát nước là người ta trực chiến hầu như các anh mà các bạn này, là xe phàn này luôn, xe ca ca này, mọi người trực chiến ở các tuyến đường đề phòng là sẽ bị úng ngập ở trong thành phố, nên là bên thoát nước người ta trực chiến ở các khu phố luôn. Hôm qua không xảy ra cái hiện tượng bụt ấm ở Hà Nội nhé mọi người. Đây tuyến phố hôm nay, tuyến phố đi bộ hôm nay vẫn được mở cửa đi lại như bình thường. Hiện tại mình đang có mặt ở khu phố Tràng Tiền, Hàng Bài. Và đây là bờ hồ Hoàn Kiếm. Mình đang ở trên bờ hồ này. Và bây giờ mình di chuyển đến con phố Đinh Tiên Hoàng. Đây là phố Đinh Tiên Hoàng. Ở trên bờ hồ này rất nhiều cây xanh ở xung quanh hai bên bờ hồ. Ở dọc quanh ở bờ hồ. Và cũng đã xảy ra cái hiện tượng bật gốc và gãy cành ở rất nhiều cây xanh ở đây. Cái cây xanh to này cũng đã được cắt nhỏ để gọn vào chỗ. Cây này rất là to, cây cổ thụ rất là to. Bên này là cái bờ hồ ấy mà. Các bạn thân mến, hiện tại mình đang di chuyển ở phố Đinh Tiên Hoàng. Đây là phố Hoàn Kiếm. Đi nha, để xe cái đã. Đây. Đây, nhưng trước mắt các bạn nhìn thấy mình đang có mặt ở chỗ tượng đài Lý Thái Tổ này. Và một cái cây xanh rất là to, cây cổ thụ. Đây là cây si và đã bị gãy cành, gãy ở gần gốc luôn nhé, bật cả gốc lên kìa. Một cây si rất là to và bên công an người ta đã phải ra hỗ trợ để chặt cành cây, thu gom cành cây để vào trong vỉa hè lấy lối đi lại cho người dân. Hiện tại mình vẫn đang ở trên phía bờ hồ ấy mọi người. Đây là bên cảnh sát người ta đang ra để hỗ trợ cắt cành tỉa cây, và cả bên môi trường cùng với bên môi trường đang thu gom lại những cái cành cây mà đổ ngã ra lòng đường để lấy lối đi lại cho người dân. Đây là toàn cảnh hoang tàn trên phía bờ hồ ở đoạn cầu Thê Húc nha mọi người. Đây là cái cổng vào đình Ngọc Sơn. Ừ.
những cái cây to bị đổ gãy ở trên bờ hồ. Đây là cây bàng mọi người, đây là một cây bàng rất là lớn. Hiện tại mình đang có mắt ở trên phố Đinh Tiên Hoàng, và phía bên này là cầu thủ. Và đây là một cái cây rất là lớn, cây cổ thụ bị đổ này. Và đổ luôn cả những cái biển báo của tên phố luôn. Đây là phố Lò Sũ và phố Đinh Tiên Hoàng. Một cái cây cổ thụ đổ gãy chắn ngang đường, và mọi người dân cũng đang đến đây để các phóng viên đang đến đây để chụp ảnh quay phim. Cây cổ thụ, một cái cây rất là to, đổ và chắn ngang đường luôn. Đoạn phố này là mất điện hoàn toàn. Những người dân hiếu kỳ đang vây lại để xem và chụp ảnh, đưa tin đưa vào về cái đoạn phố này. Cây cổ thụ rất là lớn, gãy đổ. Các bạn thân mến, hiện tại mình đang có mặt ở trên phố Lý Thái Tổ, và đây là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, và đây là tòa Hạp Cá Mập. Đoạn này mọi người di chuyển rất là ok, bởi vì là đường xá không có cây cối bị ngã đổ ở đây. Đây, nhưng mà phía bờ hồ thì có những cái cành cây bị gãy. Bây giờ xin mời các bạn cùng tiếp tục di chuyển với mình nha. Các bạn thân mến, hiện tại mình đang có mặt ở trên phố Lê Thái Tổ, phố Bảo Khánh, và đoạn đường này đã bị ách tắc bởi những cây xanh bị bật gốc và gãy đổ ngả hết sang đường. Bây giờ bên cây xanh người ta đã trăng dây để cấm đường. Bây giờ người ta bắt đầu đi cắt cành cây, dọn dẹp đường. Đây, bây giờ người ta bắt đầu mới đi đang cắt cành cây để dọn dẹp vào hai bên đường, lấy lối đi lại cho người dân. Nhưng hiện tại là đường này là hoàn toàn bị tắc luôn mọi người nhé, không đi lại được, bởi vì rất nhiều cây xanh đã bị gãy đổ xuống hai bên đường và chưa thể nào mà nhanh chóng dọn dẹp được, chưa thể nào mà nhanh chóng để thu gom lại được. Những cây xanh rất là to đã bị bật gốc, cây cổ thụ rất là lớn luôn đã bị bật gốc. Thì đoạn mà đường này bật gốc rất là nhiều những cây xanh, cây cổ thụ rất là lớn. Bên công viên cây xanh người ta đang phải đi thu gom, đang phải đi cắt cành thu gom lại toàn bộ những cái tàn cuộc của trận bão ngày hôm qua. Hiện tại mình đang ở trên bờ hồ ấy mọi người. Mình đang có mặt ở trên Hồ Hoàn Kiếm. Ở đoạn này thì cây xanh gãy đổ rất là nhiều. Vườn hoa vẫn rất đẹp. Đây là vườn hoa sau trận bão này. Bị bật gốc, cái cây cổ thụ bị bật gốc và những cây bị gãy cành rất là nhiều. Và bây giờ là hết mưa rồi mọi người ạ, thời tiết rất là đẹp để mọi người có thể đi dạo chơi rồi. Hôm nay là ngày chủ nhật, đây là thời tiết buổi sáng đang ở bờ hồ đang đón bình minh.
Ở bên kia là đền Ngọc Sơn này. Tôi yêu Hà Nội. Đấy, các chị đang làm bên bên cây xanh. Đây là cây hoa bằng lăng. Bị gãy đổ là cây hoa bằng lăng, cây si. Toàn những cây cổ thụ. Những người dân hiếu kỳ đang tranh thủ check in chụp ảnh, ghi lại những cái khoảng khắc đặc biệt của Hà Nội. Bởi vì Hà Nội rất lắm có cái trận bão để ghi vào lịch sử như ngày hôm nay. Trận bão ra ghi cơn bão số 3. Bây giờ thì xin mời các bạn tiếp tục di chuyển đến đỉnh nhé. Các bạn thân mến, hiện tại mình đang có mặt ở chỗ phố Tràng Thi và Bà Triệu. Hiện tại cây cối cũng đang gãy đổ, bật gốc, làm ngổn ngang la liệt ở trên đường phố. Vì thế mà bên cây xanh và bên môi trường cùng phối hợp với cả bên công an đang thu gom. Và đường hiện tại là đường Bà Triệu vẫn chưa đi lại được nha mọi người. Đoạn Bà Triệu và Tràng Thi đoạn này là đang bị ách tắc lại bởi vì một cái cây si bị bật gốc nằm ngang ra đường. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng tiếp tục di chuyển đến mình nhé. Bây giờ các bạn thân mến, mình đã di chuyển đến phố Nhà Thờ và đây là Nhà Thờ lớn Hà Nội. Và trước cửa Nhà Thờ đó chính là trước thẳng đối diện Nhà Thờ đó chính là phố Nhà Thờ. Và cũng đã có một cái cây si bị bật gốc nằm ngang chắn đường, cho nên là đoạn này là các phương tiện giao thông sẽ không di chuyển đi lại được. Đây, mình đang ở phố Nhà Thờ. Cái này là phố nhà chung này mọi người. Đây, một cây si đã bị bật gốc này. Bị gãy. Dừng lại gần cho mọi người xem. Một cây si này không phải là bị bật gốc mà nó bị gãy thân ở ngay phần gốc, bị gãy ngang thân này mọi người. May là nó đổ ra ngoài đường, nhưng nó đổ vào nhà dân thì rất là nguy hiểm. Một cây si rất là to, nó bị gãy ngang thân. Gãy ngang thân. Đây là phố Nhà Thờ. Cái điểm cây si bị gãy ngang thân nó chính là nằm ở trên phố Nhà Thờ nha mọi người. Ngay trước cửa hàng cà phê. Bác đem đi, có bốn được, bác đi lên đi xuống. Đây là trong cái phần lõi của cây si mọi người. Nếu mọi người nhìn quan sát thấy trong cái lõi cây si này nó bị mục rồi mọi người ạ. Nó bị mối, nó bị mối sông, nên nó xảy ra cái chuyện bị gãy ngang thân là đúng rồi. Cái cây cổ thụ rất là lớn. Đây là hình ảnh người dân hiếu kỳ đã đến quay phim chụp ảnh giờ phút này. Đây, mọi người phải di chuyển bằng cách đi ở trên vỉa hè. Rồi, bây giờ thì mình mời các bạn tiếp tục di chuyển đến những con phố khác để cùng xem những con phố khác có bị ảnh hưởng thiệt hại gì nhiều không nhé. Mời các bạn cùng di chuyển với mình nào.
Bạn thân mến, hiện tại mình đang có mặt ở chỗ ngã tư Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, và hầu như phố Lê Duẩn là đang bị ách tắc hoàn toàn bởi những cây xanh ngã đổ ngổn ngang ở trên đường phố Lê Duẩn. Ở đoạn này là hoàn toàn ách tắc, mọi người sẽ phải di chuyển sang hướng khác nhé. Còn đây là mình đi về, bây giờ xin mời các bạn cùng di chuyển đến mình sang phố Nguyễn Khuyến. Các bạn thân mến, mình vừa chia sẻ với các bạn về một số hình ảnh ở trên đường phố Hà Nội sau trận bão ra thi tối ngày hôm qua, tối ngày mùng 7 tháng 9. Và bây giờ là rạng sáng ngày mùng 8 tháng 9. Sau trận bão thì hầu như ở ngoài đường phố Hà Nội là những cây xanh ở hai bên đường là bật gốc và gãy đổ rất là nhiều, làm ngổn ngang la liệt ở trên đường phố và khiến cho việc di chuyển giao thông hơi bị khó khăn. Nhưng mà bên cây xanh, bên môi trường và phối hợp với là bên công an đã phối hợp để nhanh chóng di chuyển những cái cây đổ ngổn ngang trên đường để lấy lối đi lại, di chuyển cho người dân thuận tiện hơn. Hầu như cái cơn bão Rafi được thông báo đến thì người dân Hà Nội rất là chủ động phòng tránh, cho nên là thiệt hại và người và của hầu như là rất ít và không có. Chỉ có một số những cây xanh như hình ảnh các bạn đã thấy là bật gốc và gãy cành nằm ngổn ngang la liệt. Chắc là sau trận bão này Hà Nội sẽ lại phải một đợt nữa trồng mới những cây xanh. Bây giờ thì mình xin phép kết thúc video này ở đây. Nếu thấy video của mình hữu ích, nếu như các bạn muốn nắm bắt về những cái thông tin ở Hà Nội thì mời các bạn cùng đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những cái video mới nhất trên kênh của mình. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Hiện tại mình đang có mặt ở trên đường Lê Duẩn đây. Trên đường Lê Duẩn ở phía công viên này di chuyển rất là dễ dàng. Có một số cây xanh cũng bị gã đổ, gãy cành. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.